Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học thực trạng nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam khu vực miền Trung. Dự hội thảo có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo đánh giá của các đại biểu, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên Việt Nam tiếp tục có bước phát triển, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn hình thức chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tuy đã có đổi mới, song chưa đồng đều ở các cấp, chưa đáp ứng kịp thời so với sự vận động biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên và đời sống xã hội. Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo và khẳng định thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đến công tác đoàn, phong trào sinh viên, bàn về những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng cần quan tâm đến việc sử dụng, phát huy nhân lực trẻ, cụ thể hóa những chủ trương chính sách dành cho thiếu nhi. Cụ thể hóa bằng chủ trương chính sách, bằng định hướng là câu chuyện là hết sức là quan trọng, hết sức quan trọng. Những vấn đề chủ trương chính sách, cơ chế về giáo dục, về đào tạo, về việc làm, về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, về giảm nghèo là những cái mà hiện nay cũng cần hết sức quan tâm. Đề ra chủ trương chính sách nhưng phải gắn với cái khâu tổ chức thực hiện, đảm bảo nguồn lực để tổ chức thực hiện. Và đặc biệt là kiểm tra cái việc thực hiện những cái chỉ đạo, những cơ chế chính sách này. Kết luận hội thảo, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận và cảm ơn những ý kiến tham luận tại hội thảo, nhìn nhận những khó khăn thách thức trong thời gian tới trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng đề nghị cán bộ các tỉnh thành đoàn tiếp tục lấy ý kiến đề xuất trong đoàn viên thanh niên gửi đến Trung ương Đoàn. Sau cái hội thảo này, đề nghị các đồng chí về rà soát lại tất cả những cái vấn đề trong công tác đoàn của mình, về nội dung phương thức chỗ nào còn mắc mà mình thấy cần phải thay đổi và hướng thay đổi của mình là như thế nào, các đồng chí đề xuất để gửi ra cho Trung ương. Chúng ta cứ cảm giác rằng là cái chuyện đó cần phải khắc phục vì nó đang tắc, và khắc phục là không theo hướng nào, chứ còn đừng có quan tâm là hiện nay nó có đúng quy định hay không, đúng không? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ đến quy định là chắc chắn là chúng ta không dám đề xuất. Những thông tin tham luận tại hội thảo này sẽ là nguồn tư liệu quý bổ sung về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp thêm vào các cơ sở khoa học để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng đề án đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới.